Chào các bạn, mình đã cùng hai điều channel và rất vui được gặp các bạn trong video ngày hôm nay. Trong năm 2021 thì Konami có phát hành lại cái hộp là Yugi Legendary Deck. Không biết các bạn thấy không ta? Đây ha. Rồi, ok. Đây là hộp Legendary Deck phiên bản năm 2021. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên mà Konami phát hành cái hộp này, mà đây là lần thứ 3 rồi các bạn. Hộp đầu tiên là vào năm 2016, hộp thứ hai là 2019 và hộp thứ ba là 2021 này. Hai hộp trước thì mình cũng đã có review ở trên kênh MHD Channel rồi, các bạn có thể tìm xem lại ha. Về cơ bản thì cái hộp này các bạn nó cũng giống y chang như cái hộp của năm 2019 và 2016 thôi. Chỉ là nó sẽ có một cái số cải tiến để phân biệt nó với lại hộp của hai phiên bản trước. Rồi, bây giờ trên màn hình thì chắc các bạn cũng sẽ thấy là mình đang có ở đây, phía trên các bạn. Đó là hộp của năm 2019, hộp 2016 thì lâu quá rồi, mình không có cái hộp đó nữa. Thì đại khái nó cũng giống y chang như hộp 2019 thôi các bạn, không có gì khác biệt nha các bạn ha. Đây, rõ ràng. Thì khi mà mình để chung nó với nhau thì bạn sẽ thấy là nó sẽ có sự khác biệt về màu sắc ha các bạn. Hộp bên dưới là hộp của năm 2021, còn hộp bên trên là hộp của năm 2019. Đầu tiên nó về màu sắc thì các bạn sẽ thấy là hộp 21 thì màu của nó sẽ là nó sẽ vàng, màu vàng, cục vàng các bạn. Còn 2019 thì nó sẽ giống như là màu đồng hơn nhiều hơn. Đây các bạn có thể so sánh thử màu sắc ở đây ha. Đó các bạn. Đây là màu sắc nè. Rồi. Về thiết kế thì y chang nhau thôi. Konami nói là ở hộp phiên bản 2021 thì họ sẽ tiến hành là cập nhật lại các cái effect để đúng với thuật ngữ mà bây giờ đang sử dụng. Cũng như là các bạn sẽ thấy ở đây, đó là dòng bản quyền các bạn ha. Với hộp của phiên bản 2019 thì giờ mình đã zoom gần lại cho các bạn xem cái chỗ bản quyền nha các bạn. Không biết thấy không đây. Ở hộp 2019 thì bản quyền được ghi là 1996 Kazuki Takahashi, 2017 NAS Tokyo. Còn ở hộp 2021 này thì tên bản quyền được cập nhật mới là các bạn ha. Nó cũng sẽ giống như là các lá bài mới bây giờ. Đó sẽ là 2020 Studio Dai Suesa TV Tokyo Konami. Tất cả những đơn vị sở hữu bản quyền của trò chơi Yu-Gi-Oh! Trading Card Game đều được thể hiện ở trên cái hộp này. Có một điểm thú vị nữa là ở phần mặt sau các bạn, Konami cũng tiến hành là thay thế hình ảnh minh họa của các lá bài này bằng cái hình ảnh với bản quyền mới luôn, chứ không có giữ lại cái bản quyền cũ, cho thấy là họ rất là chăm chút vô cái sản phẩm của mình. Rồi, còn bên trong như thế nào các bạn? Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái seal ra để cho các bạn coi bên trong như thế nào ha. Rồi, mình tiến hành mở ra nha các bạn. Đó, bên trong đầu tiên vẫn sẽ là một cái promo pack. Thì promo pack này sẽ có tất cả là 10 lá bài, bao gồm 3 lá bài vị thần Ai Cập trong đây các bạn ha, là bản gốc luôn, tức là phiên bản để các bạn sưu tập không có chơi được. Rồi, chúng ta sẽ có một bộ bài là Magician of Black Chaos ở đây, một bộ bài là Exodia và một bộ bài là Valkyrion the Magna Warrior. Ba bộ bài này đều là những bộ bài của Yugi Muto sử dụng trong cái phần Season 1 nha các bạn. Về phần các lá bài có ở trong cái bộ bài này các bạn thì nó cũng giống y chang như cái hộp năm 2019 mà mình đã làm review ở trên kênh rồi. Thì nếu muốn xem thì các bạn có thể xem lại ha. Và chúng ta cũng sẽ không còn bất kỳ cái gì ở trong cái hộp này hết. Đó, hộp này thì các bạn có thể sử dụng để đựng các lá bài, đựng bộ bài của mình cũng được. Nhiều lắm. Và rồi các bạn ơi, Yugi Legendary Deck bản 2021 và bản 2019 này đều vẫn đang có hàng trên website mhdealstore.com. Riêng mình thì khuyến khích các bạn là nên mua hộp 2021 này. Thứ nhất là tại vì nó mới, thứ hai là giá nó cũng sẽ hợp lý hơn nhiều so với việc các bạn mua hộp của năm 2019. Bởi vì hộp 2019 dịch cũng đã hiếm rồi các bạn. Nó chủ yếu sẽ phù hợp với các bạn là muốn mua để mà sưu tầm nhiều hơn là mua chơi. Còn nếu mua chơi thì chắc chắn các bạn mua 2021 nó sẽ có lợi hơn nhiều ha. Video của chúng ta hơi ngắn nên khi video này vừa kết thúc sẽ có một video mới lên sóng liền. Nó chỉ là một cái video vui vẻ do bạn Mika làm thôi, các bạn đón xem ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.